Câu chuyện chẳng bao giờ. Có một ông bố nói với chàng rể tương lai rằng: anh có biết vì sao mà tôi không đồng ý cho anh lấy con gái tôi không? Dạ, thưa bác, cháu không biết vì sao ạ. Vì anh rất hay uống rượu. Dạ, thưa bác, đấy không thể là lý do để bác ngăn cản chúng cháu lấy nhau được ạ. Vì cháu biết bác cũng uống rượu cơ mà. Cái chính là ở cái chỗ đó đây. Anh đã biết là tôi hay uống rượu, vậy mà tại sao chưa bao giờ tôi thấy anh mời tôi lấy một chén hả? Đã đến lúc chia tay, Tuần trăng mật, chú rể dùng xe máy chở cô dâu đi chơi khắp đó đây. Không biết có phải do mới cưới vợ hay không, hay do uống nhiều rượu mà chú rể hưng phấn, phóng xe quá nhanh, đâm cả vào giải phân cách đường cao tốc. Xe đổ, người bị thương, cô dâu mếu máo nói với chú rể: có lẽ chúng mình phải chia tay thôi anh ạ. Sao? Sao lại chia tay? Hôm đám cưới, mọi người đều chúc chúng mình sống với nhau đến đầu bạc răng long. Bây giờ răng của em long hết cả rồi đây này, lại còn gãy cả 3 chiếc nữa. Giống và chả giống. Cô con gái đi thăm vườn bách thú về, mô tả lại cho bố nghe. Bố ơi, con voi chân to như cái cột đỉnh ấy, con khỉ thì giống như Tôn Ngộ Không ở trong phim, còn con sư tử thì chả giống mẹ chút nào. Nhầm, Jack và Peter là một đôi bạn già. Một hôm, Peter rất ngạc nhiên khi thấy tên của mình nằm trong một cáo phó do sự nhầm lẫn của một tờ báo địa phương. Peter liền gọi điện thoại ngay cho Jack. Jack đó hả? Cậu mở ngay tờ báo và đọc ngay trang 31 cho tôi. Nhưng có chuyện gì mà cậu gọi tớ vào sáng sớm thế? Cậu hãy đọc ngay trang 31 đi. Cột 4 cho tớ trước khi chúng ta nói chuyện tiếp. Thôi được, tớ sẽ đọc ngay đây. Sau khi đọc, thấy một cáo phó với cái tên của Peter, Jack liền hỏi giọng run rẩy: thế bây giờ thật ra là cậu đang ở đâu vậy? Câu chuyện thế này mà nhỏ à. Một chiều nắng đẹp, một cô nàng ra ven hồ dạo chơi. Trời trong xanh, nước trong xanh, chim trên cành hót thanh thanh, nàng ta mới tức cảnh hát một câu: có chú chim non nho nhỏ. Ai ngờ, vừa lúc ấy, có anh chàng đi chơi ở đâu về, buồn quá, không nhịn được, nên lén vào trong bụi cây để xả. Nghe thấy câu hát của nàng, chàng liền quay ra sừng sộ: thế này mà nhỏ à? Nàng vừa ngượng ngùng, vừa sợ quát lại: đồ khốn nạn! Ai ngờ, chàng ngãnh ngãng: thế nào lại quay ra quát? Ai bảo là 4 lạng, phải nửa cân là ít. Lý do chính đáng. Có một doanh nhân làm việc ở xa, định trở về nhà vào thứ năm, nên đã điện tín cho vợ: thứ năm anh sẽ về nhà. Thứ năm anh ta về nhà và thấy vợ đang ở nhà với một người đàn ông lạ. Điên máu, anh ta đến ngay nhà bố vợ và hét lên: vợ con vẫn dám làm thế, dù cho con đã gửi điện tín báo trước ngày về rồi. Vợ con đã coi thường con quá mức rồi đấy, con sẽ ly dị ngay lập tức. Ông bố nói: con đừng nên nóng quá như thế, để ta hỏi xem vì sao lại có chuyện đó. Một lúc sau, ông bố quay trở về nói với con rể, giọng vui vẻ: ta biết,
chắc chắn là có nguyên nhân xác đáng mà. Nó nói là nó không nhận được điện tín của con. Câu chuyện có liên quan. Hai anh bạn gặp nhau. Một anh nói: "Chào bạn, cho phép tôi gửi lời chia buồn đến với bạn, dù có hơi sớm một chút." "Có chuyện gì xảy ra vậy?" "Hôm qua, tớ vừa mua cho vợ tớ chiếc áo khoác da rất đẹp, nhưng nó trị giá bằng cả 3 tháng lương của tớ đấy." "Điều đó thì có gì liên quan tới tớ chứ?" "Có đấy, ngày mai vợ tớ bảo sẽ đến thăm cậu." Ngủ mơ. Một người vợ bắt gặp chồng gọi tên một người phụ nữ khác trong khi đang ngủ. "Mino, Mino à?" Vợ liền lay chồng dậy rồi hỏi: "Mino là ai? Tại sao anh lại mơ đến cô ta chứ?" Người chồng tỉnh dậy và trả lời: "Mino á, đó là tên con ngựa cái mà anh đã thắng trong cuộc đua ngựa hôm qua đấy." Nói xong, anh chồng tiếp tục ngủ lại. Nhưng qua ngày hôm sau, khi chồng đi làm về, vợ nói: "Sáng hôm nay, con ngựa cái Mino đã gọi điện thoại tìm anh đến 3 lần đấy." Câu chuyện đang ngủ cùng vợ mà lại. Như mọi buổi tối, một anh chàng nọ hôn vợ, trèo lên giường và lăn ra ngủ. Đột nhiên, anh ta tỉnh dậy và thấy có một người đàn ông mặc áo choàng màu trắng đứng ở bên giường. "Ông làm cái quái gì trong phòng ngủ của tôi vậy hả? Và ông là gã nào thế?" Người đàn ông đáp: "Đây không phải là phòng ngủ của anh. Ta là thần đèn đây. Và anh đang ở vườn nhà trời đấy." "Cái gì? Ông nói vậy, ý là tôi chết rồi sao?" "Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết đâu. Tôi còn quá trẻ mà." Anh chàng hoảng sợ la lên: "Tôi muốn ông đưa tôi quay trở về ngay lập tức." Thần đèn nói: "Không dễ dàng như thế đâu. Anh chỉ có thể quay trở lại bằng việc đầu thai làm một con chó hoặc một con gà mái. Tùy anh chọn đấy." Anh chàng suy nghĩ một lúc và tính toán rằng làm chó thì quá tẻ nhạt, chứ làm gà mái thì có cuộc sống tốt đẹp và nhàn hạ hơn. Suốt ngày chạy lòng vòng với một con gà trống thì cũng không đến nỗi tệ. Anh ta nói: "Tôi muốn quay về làm con gà mái." Và thế là chỉ sau một giây, anh ta thấy mình trong sân nuôi gà vịt với một bộ lông tuyệt đẹp. Anh ta cảm thấy phần đuôi như sắp sửa nổ tung ra. Đúng lúc đó thì một con gà trống đi tới. Hắn ta nói: "Này, chắc hẳn cô ta là cô gà mái mới mà thần đèn đã bảo tôi. Thế làm gà mái thì thấy thế nào?" Gà mái, tức là anh chàng tội nghiệp vừa hóa kiếp, nói: "Cũng ổn, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi có cảm giác phần đuôi như sắp nổ tung ra vậy." Gà trống nói: "À, đó là do cô cần đẻ một quả trứng." "Thế tôi làm thế nào bây giờ?" "Kêu cục cục 2 tiếng và cố hết sức đẩy nó ra đi." Anh chàng cục cục 2 tiếng và lấy hết sức đẩy mạnh và phịch, một quả trứng lăn ra đất. "Ấy chà, cảm giác thật tuyệt." Và thế là anh ta lại cục tác và làm như lần trước, không thể tin được, lại phọt ra thêm một quả trứng nữa. Lần thứ 3 kêu cục tác, anh ta nghe thấy tiếng vợ la toáng lên: "Chồng ơi là chồng, hãy tỉnh dậy ngay đi, anh đang ị ị lung tung ra khắp giường đây này." Câu chuyện ngại tiếp xúc. Có 2 quân nhân là anh em cọc trèo với nhau. Ông anh bảo: "Chú có biết tại sao bố rất cởi mở với chú
nhưng lại rất dè dặt với anh không? Vì ngày trước bố cũng là bộ đội mà. Là bộ đội thì sao chứ, có liên quan gì đâu. À, chả là hồi còn quân ngũ, quân hàm cao nhất của bố mới là thượng sĩ. Còn bây giờ, lúc nào anh cũng đeo lon trung tá. Tính bố thì ngại tiếp xúc với cấp trên, cho nên mới dè dặt với anh đấy. Chồng ngoan. Người chồng đang ngồi gọt khoai tây trong bếp thì có bạn đến chơi. Khách hỏi: "Thế vợ cậu đâu mà cậu phải làm bếp vậy?" "Cô ấy ở phòng bên, nếu muốn cậu có thể sang phòng bên chào cô ấy." Anh bạn ngó vào phòng bên và lập tức sập mạnh cửa lại. "Nhưng vợ cậu đang nằm trên giường mà." "Mình biết, và cô ấy không nằm một mình, có một người đàn ông nữa." Người chồng lo lắng thốt lên: "Phải mua thêm khoai tây thôi, chừng này có khi còn thiếu khoai rồi đấy." Kết thúc, đôi vợ chồng trẻ đang ngồi xem một bộ phim tình cảm. Vợ hỏi chồng: "Không biết cuối cùng thì đôi tình nhân đó có cưới được nhau không anh nhỉ?" Người chồng đáp: "Tất nhiên là có rồi. Những loại phim như thế bao giờ kết thúc cũng bi thảm cả." Câu chuyện không cần nói dối. Mỗi tuần một lần, giáo sĩ Do Thái nọ thường rủ một linh mục và một mục sư tới chỗ mình hay chơi đánh bài ăn tiền. Không may cho họ, viên cảnh sát trường nổi tiếng nghiêm khắc của thị trấn bắt gặp và đưa cả ba ra tòa án địa phương. Sau khi nghe lời cáo giác của cảnh sát trường, quan tòa nghiêm mặt hỏi linh mục: "Thưa cha có thừa nhận mình đã đánh bạc hay không?" Linh mục nhìn lên trời thì thầm: "Xin Chúa tha thứ cho con." Rồi ông quay sang quan tòa nói lớn: "Không, thưa ngài, tôi không hề đánh bạc." Quan tòa lại hỏi vị mục sư: "Vậy còn cha có thừa nhận mình đã đánh bạc không?" Mục sư lặp lại hành động của linh mục rồi quả quyết: "Không, thưa ngài, tôi không hề chạm tay vào lá bài." Quan tòa quay sang nghi phạm cuối cùng: "Giáo sĩ, có phải ngài bị bắt quả tang đang đánh bạc không?" Giáo sĩ Do Thái tỏ vẻ ngạc nhiên: "Đánh bạc ấy à? Với ai cơ chứ?" An ủi. Có một chàng thanh niên đi mua sắm trong siêu thị thì thấy có một người phụ nữ lớn tuổi luôn đi theo mình. Trước khi đến quầy tính tiền thì người phụ nữ ấy chặn anh chàng lại và nói: "Xin lỗi, nếu cháu cảm thấy khó chịu vì bác đã nhìn cháu. Đã lâu bác không gặp con trai mình mà cháu thì trông rất giống con bác. Cháu có thể giúp bác một việc được không?" "Dạ, cháu rất sẵn sàng bác ạ." "Khi bác đi, mong cháu có thể nói tạm biệt mẹ. Điều này sẽ làm bác cảm thấy phần nào được an ủi." Chàng trai đồng ý và làm như lời người phụ nữ dặn. Khi anh tính tiền, người bán hàng cho biết anh phải trả đến hơn 200 đô la. "Tôi chỉ mua có vài món lặt vặt thôi mà." Anh chàng thắc mắc. Người bán hàng giải thích rằng mẹ anh nói anh sẽ trả luôn phần của bà ấy. Câu chuyện hoan nghênh sếp. "Này, cậu biết không, sếp của tớ có tài hùng biện. Có lần ông ấy nói hơn một tiếng đồng hồ mà không nghỉ, còn công nhân
thì vỗ tay quá trời luôn. Ôi dào, nhằm nhò gì so với sếp của tớ chứ? Hôm nọ, ông ấy chỉ nói có mỗi một câu thôi, mà cả hội trường công nhân đứng dậy vỗ tay rầm rầm đấy. Thế ông ấy nói gì vậy? Đề nghị tăng lương cho công nhân à? Làm gì có chuyện đó? Hay ông ấy đề nghị giảm giờ làm cho công nhân? Càng không có chuyện đó đâu. Ông ấy nói đúng một câu: tôi xin từ chức. To gan. Khám xong, bác sĩ hỏi vợ bệnh nhân: thời gian vừa qua, chị có thấy anh ấy có những biểu hiện không bình thường gì không? Nghĩ một lúc, người vợ của bệnh nhân bảo: thưa bác sĩ, dạo này tôi nói cái gì, anh ấy cũng dám cãi lại ạ. Nghe vậy, bác sĩ gật đầu: ừ, thì chồng chị mắc phải cái bệnh to gan. Giải thích. Cô thuế vụ hỏi người yêu: anh khoe anh giỏi chữ Hán, vậy chữ nha có nghĩa là răng phải không anh? Đúng rồi đấy em ạ. Thế sao người ta không nói toạc là khoa răng mà cứ phải nói là nha khoa nhỉ? Chàng trai đáp: bởi khoa răng nghe không văn hoa bằng chữ nha khoa, cũng như trước kia người ta gọi nhà thuế vụ chứ không ai gọi răng thuế vụ cả. Sao phải làm thế? Một đạo diễn Hollywood giải thích cho nữ diễn viên trẻ cảnh sắp đóng: có một chàng trai sẽ ập vào phòng cô, trói cô lại và bắt đầu hôn cô. Này, thế anh ta có đẹp trai không? Anh ta tuyệt đẹp đấy nhá. Vậy thì tại sao lại phải trói tôi lại chứ? Giá của niềm tin. Sau khi mua sắm xong, hai vợ chồng mới phát hiện mình bị mất xe. Họ đến báo tại trạm cảnh sát gần nhất và một sĩ quan lái xe đưa họ trở về nơi bị mất cắp để bổ sung các chi tiết vào biên bản. Thật ngạc nhiên, chiếc xe đã nằm lại chỗ cũ kèm với một mẩu giấy có nội dung như sau: tôi xin lỗi vì đã đường đột lấy xe của các vị. Vợ tôi sắp sinh và tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện gấp để chuộc lỗi. Tôi xin gửi lại hai vé xem buổi hòa nhạc của đoàn bông cỏ may tối nay. Niềm tin vào sự thánh thiện của con người được phục hồi. Hai vợ chồng quyết định đi nghe hòa nhạc, nhưng khi quay về, họ phát hiện nhà của họ đã bị trộm sạch mọi thứ. Có một mẩu giấy để lại trên bàn ghi: dù sao, tôi cũng phải nuôi con cho đến khi nó vào đại học, đúng không các vị? Câu chuyện ước nguyện thông minh. Có một người đàn ông lạc vào hòn đảo thuộc dòng sông Amazon. Những người đàn bà thả sức lợi dụng anh ta để thỏa mãn dục vọng. Khi sức lực anh ta đã cạn kiệt, họ liền quyết định thủ tiêu. Này, gã đàn ông, chúng ta cho ngươi nói nguyện vọng cuối cùng đấy. Người đàn ông vội nói: mong sao để người xấu xí nhất trong số các ngươi kết liễu đời ta. Vậy là ông ta đã được sống. Câu chuyện đệ nhất kiếm. Trong một cuộc thi đệ nhất kiếm, cao thủ thứ nhất tuốt kiếm vung lên, một con ruồi đứt làm hai mảnh rơi xuống đất. Cao thủ thứ hai vung kiếm lên chém, một con ruồi cũng chung số phận nhưng đứt làm bốn mảnh.
Mọi người trầm trồ khâm phục. Cuối cùng, một lão tiền bối cũng vung lên chém một con ruồi. Con ruồi chẳng những không chết mà còn cất cánh bay vụt đi. Lão tiền bối lăn ra cười sảng sặc. Mọi người ngạc nhiên hỏi, này, lão kia, lão đã chém trượt con ruồi rồi, còn cười cái nỗi gì? Cố gắng nhịn cười, lão tiền bối đáp, quả thực là ta chém trượt. Nhưng con ruồi đó sẽ không bao giờ yêu được nữa. Những lời âu yếm. Một người đến thăm bạn cũ. Trong bữa ăn, anh ta nhìn thấy bạn mình luôn quan tâm tới vợ và dành cho vợ những lời ngọt ngào yêu mến. Em yêu, em cho anh thêm vài miếng salad đi. Nước sốt em làm ngon tuyệt vời, công chúa yêu kiều của anh ạ. Cho anh thêm món cá, mặt trời dịu êm của anh ơi. Người bạn bèn bảo với người chồng rằng, các cậu đã cưới nhau 20 năm mà vẫn gọi nhau bằng những câu âu yếm như vậy sao? Làm thế nào mà các cậu giữ được tình cảm tuyệt vời đến thế? Làm gì có chuyện hoang đường đó chứ? Tớ quên bén mất tên cô ấy nên mới phải gọi vậy thôi. Tin tưởng, hai người phụ nữ đang nói chuyện về những người chồng không chung thủy. Một chị nói, tôi rất tin tưởng vào chồng tôi. Người kia lại bảo, nhưng nếu ông ấy đi cả ngày và nói với chị rằng mình đi câu cá, thì điều gì chứng minh ông ấy không lợi dụng cơ hội này để đến khách sạn với cô bồ nhí chứ? Tôi chắc chắn là không bao giờ có chuyện này xảy ra đâu. Tại sao chứ? Thì bằng chứng là khi ông ấy thực sự đi câu cá thì không bao giờ mang cá về. Chân thành. Dưới ánh trăng huyền ảo, đôi vợ chồng trẻ ngồi bên nhau tâm sự. Họ thật là hạnh phúc với những cử chỉ đầy âu yếm yêu thương. Người vợ thủ thỉ, anh biết không, trước khi yêu anh rồi lấy anh, mẹ em thường bảo rằng sau này chỉ có chó mới lấy em thôi. Phòng thuế, ai cũng cho rằng Tuân Lực Sĩ là người khỏe nhất, không ai là đối thủ của y. Một hôm, y thách, nếu sau khi y vắt một quả cam mà ai đó còn vắt tiếp ra được một giọt nữa, thì y sẽ thua cuộc 10 triệu đồng. Hết người này đến người khác, thử nhưng không ai làm nổi cả. Sau cùng, có một thằng cha nhỏ thó mặc com lê, cà vạt đòi thử. Khán giả cười rộ lên rồi chợt im bặt khi người lạ mặt vắt ra một, hai, rồi ba giọt. Tuân Lực Sĩ toát mồ hôi, hỏi người lạ mặt, anh làm nghề gì? Chơi thể thao hay làm nghề vệ sĩ? Người lạ mặt trả lời, phòng thuế. Không nên. Có hai người lính khiêng một nồi súp lớn đi ngang qua một sĩ quan. Sĩ quan chặn lại hỏi, này, các anh khiêng gì vậy? Để tôi kiểm tra đã. Hai người lính khuyên, dạ, thưa đại úy, ngài không nên đụng vào đây. Tôi có nhiệm vụ phải kiểm tra tất cả mà. Nói rồi, viên sĩ quan lấy muỗng múc, nếm thử, xong vội nhổ ra ngay. Thứ này mà các anh gọi là súp hả? Dạ, thưa đại úy, đây là súp thừa từ hôm qua, nên chúng tôi mang đi đổ ạ. Chuyện có thật.
Có một anh lái xe đi đường miền núi, đâm vào một chiếc xe ngựa. Anh chàng người dân tộc vác súng kíp ra dọa hắn. Nếu lái xe không bồi thường, anh lái xe bèn bảo, cất súng đi, vào đây lập biên bản, rồi ra ủy ban giải quyết. Anh chàng kia nghe nói tới biên bản, ủy ban, nên hoang mang lắm, bèn ngồi chờ anh lái xe lập biên bản. Sau một hồi hí hoái viết, anh lái xe đọc biên bản cho anh chàng kia nghe. Ngày, tháng, năm, vào hồi ích giờ, ngựa đi đường ngựa, xe đi đường xe, ngựa đâm phải xe, xe thì chết ngay, ngựa còn giãy giãy một lúc mới chết. Kết luận, ngựa phải đền cho xe 3 triệu đồng. Anh người dân tộc nghe cũng phải, vì xe nó chết ngay thật, mà ngựa của mình thì vẫn còn giãy giụa một lúc mới chết. Nghĩ đền 3 triệu đồng thì bằng hai con ngựa nên trốn mất tăm luôn. Im lặng. Này, cậu đã bao giờ thấy một đám đông phụ nữ chịu im lặng bao giờ chưa? Mình thấy rồi. Ở đâu? Ở một cuộc họp mà vị chủ tọa nói, chị nào cao tuổi nhất xin mời phát biểu. Hồi bé, chắc cụ thông minh lắm nhỉ? Có một thằng bé mới lên 7-8 tuổi mà tỏ ra cực kỳ thông minh. Nhiều người gọi nó là thần đồng. Quả thật không hề ngoa. Một hôm, có một cụ già nghe chuyện mới bảo với mọi người rằng, nào, đã chắc gì sẽ vậy. Cái trò lúc trẻ mà thông minh sớm, thì ngày sau e về già lại thành ra đần độn mất thôi. Thằng bé nghe thấy thế, liền chạy đến bên cụ già hỏi rằng, thưa cụ, vậy chắc ngày bé cụ thông minh lắm phải không ạ? Câu chuyện cũng y như vậy. Một viện sĩ đi dự họp hội đồng khoa học. Chị thư ký thấy ông đi một chiếc giày màu đen, một chiếc thì màu nâu, liền nhắc ông về nhà đổi giày. Viện sĩ quay về, lát sau đến, vẫn y nguyên đôi giày cũ. Chị thư ký ngạc nhiên mới hỏi, dạ thưa viện sĩ, sao viện sĩ lại không đổi giày vậy ạ? Viện sĩ đáp, thì ở nhà cũng chỉ thấy có một đôi cọc tạch màu y chang vậy thôi. Ngắn gọn, xúc tích. Một ông bố nọ hỏi con, thế đề văn của con hôm nay thế nào? Dạ, thưa bố, tả về một cánh rừng và dòng sông ạ. Thế con có làm được bài không con? Dạ, được ạ, rất ngắn gọn và xúc tích ạ. Vậy thì con hãy nói đại ý cho bố nghe xem nào. Dạ, con đã viết rừng hiện nay đã bị bọn lâm tặc phá hết và chính điều này đã làm cho các dòng sông bị cạn kiệt. Không được tin, vợ của một ông quan tham nói với mọi người, ở trên đời, tin ai thì tin, nhưng dứt khoát không được tin vào những lời của các ông thầy bói đâu. Tại sao vậy? Vì năm ngoái, nhà tôi quá tin vào lời thầy bói nên đã dẫn đến hậu quả khôn lường. Chuyện là như thế nào vậy? Chả là chúng tôi đi xem bói, lão thầy bói phán rằng chồng tôi có quý nhân phù trợ. Có làm gì thì cũng chẳng làm sao, cho nên mới chủ quan cứ ăn vô tư. Rút cuộc, ông ấy đã phải lĩnh án 3 năm tù vì cái tội ăn vô tư đấy.
Câu chuyện lịch sử có thừa. Có một ông già hỏi bạn: "Tại sao chú đã từng đến dự đám tang người vợ cả rồi người vợ hai của tôi mà sao lần này chú lại không đến dự đám tang người vợ thứ ba của tôi hả chú Tâm?" "À, bác Hiến ạ. Vì tôi ngại là lần nào tôi cũng được bác mời mà không có dịp nào để mời bác đáp lễ, tôi ngượng quá nên thôi mà." Đồ chó gặm. Có một người bị kết án vì tội cướp nhà băng. Trước khi bị giải đi, hắn nhìn vị thẩm phán vẻ căm giận và nói: "Thưa ông sẽ làm gì nếu tôi gọi ông là đồ chó gặm hử?" Ông thẩm phán tái mặt nói: "Dĩ nhiên là tôi sẽ thêm vào bản án của anh 2 năm tù. Bị cáo gật đầu ra vẻ hiểu và hỏi tiếp: "Vậy nếu tôi chỉ nghĩ ông là đồ chó gặm thì sao?" Thẩm phán lúc này đã rất giận dữ nhưng vẫn trả lời: "Cũng được thôi, không sao cả. Tôi không có quyền kiểm soát suy nghĩ của anh." Bị cáo mỉm cười: "Nếu vậy thì thưa ngài, tôi đang nghĩ ngài là đồ chó gặm đấy." Lý do. Hai bẩm nhậu nói chuyện với nhau: "Bà xã anh sẽ nói sao nếu anh nhậu về khuya như thế này?" "Tôi đã có vợ đâu." "Thế thì tại sao anh lại phải đi nhậu về khuya như thế chứ?" Khủng hoảng. Đứa con thắc mắc với bố: "Bố ơi, sáng nay bố viết bài báo về nước ngoài khủng hoảng kinh tế. Đấy là cái gì vậy ạ?" "Con yêu quý, thí dụ như vừa giữa tháng mẹ đã hết tiền ăn mà trong nhà lại xếp ứ đầy nước hoa, son phấn, váy áo." Không công bằng. Thầy giáo bắt hai học sinh vi phạm kỷ luật ở lại sau khi tan học để chép 100 lần tên họ của mình. Một học sinh chép xong được về đã lâu, còn học sinh khác thì vẫn còn ngồi viết. Thầy giáo hỏi: "Thế này là thế nào hử?" Học sinh đang ngồi viết bực bội nói: "Thật là không công bằng. Bạn em chỉ chép 2 chữ Trần Văn, còn tên của em dài như thế này: Phạm Hoàng Lê Nguyễn Thị Diệu Lan. Bao giờ em mới chép xong đây ạ?" Diễm Phúc. Chàng trai đến đón người yêu đi chơi. Hơn 45 phút trôi qua mà cô ấy vẫn chưa trang điểm xong. Chàng trai sốt ruột, cào nhàu, có vẻ rất bực tức. Vừa lúc ấy, cô gái bước ra, nũng nịu hỏi: "Anh đứng đợi em có lâu không?" "Không đâu cưng. Cho dù anh có đứng hàng giờ đợi em, vẫn là Diễm Phúc của anh mà." "Ôi, anh thật là đáng yêu. Vậy anh chờ em vào trang điểm lại một chút nhé." "Không cho ông ăn nhé." Có một anh bị đau bụng tháo dạ đến xin thuốc của một ông lang nọ. "Thưa ông, tôi bị đau bụng ỉa mãi không khỏi. Ông có thuốc gì làm ơn bốc cho tôi mấy thang. Tôi nghèo khó, chẳng có gì cả. Chỉ xin đa tạ ông một bữa đánh chén." Ông lang nghe nói mới bằng lòng bốc thuốc. Bẵng đi đến 10 hôm mà không thấy con bệnh đả động gì đến việc tạ ơn. Hỏi đến thì anh ta bảo bệnh chưa khỏi. Ông lang tức lắm, định bụng rình xem lúc anh ta đi ỉa thực hư thế nào. Về phần anh này thì sau khi uống thuốc
đã khỏi hẳn rồi, nhưng anh lại không muốn đãi thầy lang một bữa như đã hứa. Một hôm, lúc anh đi ra vườn để đại tiện, ông lang mới đi theo, đứng rình ở đằng sau hàng rào. Anh ta dặn ra được một đống tướng. Ông lang thấy thế, vội chạy ra, trỏ vào đống phân mà mắng rằng: "Đồ xỏ lá, mày ỉa đống cứt rắn như thế này rồi mà không cho ông ăn nhé." Hôm qua mới biết. "Này, tại sao cậu lại bỏ người yêu?" "Bởi vì anh ta bảo rằng tớ nom như thị nở ấy." "Nhưng chuyện xảy ra đã hơn một tháng rồi, sao bây giờ cậu mới bỏ chứ?" "Hôm qua tớ mới đọc truyện Chí Phèo." Câu chuyện bộ quần áo của hoàng đế. Phụ nữ càng luống tuổi càng quan tâm nhiều đến thời trang. Dù có lắm mắt đến đâu, các bà cũng mua cho bằng được. Một tối nọ, một bà ở trong phòng ngủ không mặc quần áo gì cả. Thấy vậy, ông chồng liền hỏi: "Hôm nay bà bị làm sao thế hả? Bà có bị tâm thần không đấy?" Bà vợ đáp: "Ông chẳng hiểu cái gì về thời trang cả. Đây là mốt quần áo ngủ mới nhất thời bây giờ đấy." "Nhưng giá mà bà chịu khó xẻ nó bớt đi thì cũng đỡ nhăn nheo chứ." Kết quả tùy thuộc. Một nhà kinh tế học, một nhà toán học và một kế toán viên cùng gửi đơn xin cùng một việc. Người phỏng vấn hỏi nhà toán học: "2 cộng 2 bằng mấy?" "Chính xác là 4." Nhà toán học trả lời. "Vậy 2 cộng 2 bằng mấy?" Người phỏng vấn hỏi viên kế toán cùng câu hỏi. "Có thể là 4 hoặc hơn kém 4 khoảng 10%. Viên kế toán viên rụt rè trả lời. Đến đây, nhà kinh tế học vội đứng dậy, khóa trái cửa, đóng sập cửa và ghé vào tai người phỏng vấn hỏi nhỏ: "Thế ngài muốn kết quả ra bằng mấy để tôi còn chuẩn bị cách lý giải?" Giảm phạt. Chính quyền một thành phố kia ra thông báo: "Từ nay, tiền phạt mọi loại xe cộ đi ngược chiều đều giảm xuống mức 70%. Dư luận thắc mắc, tại sao lại giảm tiền phạt chứ? Chính quyền thành phố giải thích rằng, phạt nặng như trước thì có ai dám đi ngược chiều nữa chứ? Ngành giao thông sẽ thất thu à?" Nhớ gọi. Chị nuôi Quân viết mảnh giấy nhờ anh chiến sĩ gác ca đêm. 4 giờ sáng, nhớ gọi em dậy nấu cơm ăn sáng. Anh chiến sĩ gác ca đó giữ ý, viết sẵn miếng giấy cài vào cửa: "Đã 4 giờ sáng, em dậy nấu cơm đi." Câu chuyện trước khi cưới vợ. Tại lễ cưới của sư tử, một con chuột nhắt nọ vui mừng đến nỗi cứ nhảy tưng tưng mãi. Một con chuột khác hỏi tại sao nó lại vui mừng đến như thế. Nó đáp: "Vì em trai nó cưới vợ." Con chuột kia kinh ngạc hỏi lại: "Em trai nào của cậu cơ chứ?" "Sư tử là em trai tớ." "Sao lại thế được? Nó là sư tử, còn cậu là chuột nhắt cơ mà." Chuột nhắt tét miệng cười: "Thì trước khi lấy vợ, chúng tớ đều là sư tử cả." Chẳng còn nghi ngờ gì. Một gã buôn vẹt giao bán một con vẹt cực thông minh với giá 1.000 USD
theo lời quảng cáo của gã, thì con vẹt này biết nói, biết làm thơ và còn biết tranh luận nữa. Có một ông khách qua đường thấy hay hay, dừng lại ngắm nghía con vẹt. Ông hỏi con vẹt, mày biết tranh luận ư? Con vẹt đáp ngay, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta khoái quá, liền bỏ tiền ra mua con vẹt về nhà. Nhưng một thời gian, ông ta phát hiện ra con vẹt chỉ biết nói mỗi một câu, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ngồi trước con vẹt, nghĩ xót 1.000 USD, ông ta vò đầu bứt tai nói với con vẹt, tao thật là ngu mà, đã bỏ tiền ra mua mày về mà chẳng được việc gì cả. Con vẹt đáp ngay, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Giới hạn. Một ông bố nọ căn dặn con gái trước khi đi chơi với bạn trai rằng, con đừng có để nó đi quá giới hạn đấy, nghe chưa? Cô con gái liền đáp, bố cứ yên tâm, anh ấy không thể đi quá giới hạn được đâu ạ. Vì mỗi lần chở con, anh ấy thường thắng gấp liên tục bố ạ. Gà khỏe. Có một bà đi chợ, lưỡng lự hỏi một chị bán gà làm sẵn. Sao trông ra con gà lại cứ tai tái, giống như gà bệnh vậy hả cô? Bệnh đâu mà bệnh, toàn gà khỏe cả đấy bác ạ. Gà khỏe, sao cô không để sống mà bán cho dễ chứ? Khổ cái là nó có chịu đứng đâu bác. Một người giúp việc tuyệt vời. Có hai bà nội trợ tâm sự với nhau. Một bà nói, tôi mới tìm được một người giúp việc thật là tuyệt vời. Cô ấy có nhiều đức tính. Đức tính mà tôi thích nhất là cô ấy rất mê đánh bài. Trời ơi, chị gọi như vậy là một đức tính ư? Vâng, bởi vì cô ấy chơi bài rất tồi và mỗi lần bị thua, chồng tôi và tôi thì cô ấy lại bị chúng tôi trừ lương dần đấy. Mai tôi nhuộm. Có một cặp vợ chồng trẻ sắp ra tòa ly dị. Cô vợ trách chồng, thế mà ngày yêu nhau anh nói với tôi là chúng ta sẽ sống với nhau đến tận đầu bạc răng long. Chồng đáp, hôm qua cô đã đánh tôi gãy mất mấy cái răng rồi còn gì. Còn đầu bạc hả? Mai tôi sẽ nhuộm. Tính chính xác. Đại đội trưởng gọi chiến sĩ mới lên rồi hỏi, anh em báo cáo với tôi, hôm qua hành quân dã ngoại qua nhà, đồng chí tạt về thăm người yêu 1 tiếng đồng hồ, có đúng không? Dạ, anh em báo cáo sai rồi ạ. Vậy thực ra là thế nào? Chỉ có nửa tiếng thôi ạ. Không ai tranh. Đang buổi tập luyện trên thao trường, có một anh chàng còn hát, này là cỏ non rất mềm, này là... Trung đội trưởng nghe tiếng liền nói, bây giờ đang là giờ tập luyện, đồng chí cần phải nghiêm chỉnh đấy nhá. Lát nữa nghỉ giải lao, tôi cho đồng chí ra đó, không ai tranh mất đâu mà sợ. Điều kiện nhập ngũ. Trong một phòng tuyển binh tại tỉnh Quebec của Canada, viên sĩ quan phụ trách tuyển binh nói với một thanh niên xin vào binh chủng hải quân, ngoài các tiêu chuẩn về văn hóa sức khỏe ra, vẫn còn một điều kiện bắt buộc nữa là cậu phải biết bơi đấy. Dạ, bơi thì tôi không biết, thế nhưng
Hải quân sắm tàu ra để làm gì mà bắt lính phải bơi à? Thôi được rồi, cậu ngồi đó chờ giải quyết sau nhé. Còn cậu kia, muốn xin gia nhập vào binh chủng không quân thì hãy cho biết ý kiến riêng của mình. Dạ à, tôi xin rút lại hồ sơ à? Hãy cho biết lý do. Dạ thưa, tôi xin rút lui là đúng, vì tôi đâu có biết bay đâu ạ. Bọn gà ngu xuẩn, bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng, nghĩ mình là sâu nên rất sợ bị gà ăn thịt. Sau khi điều trị, bác sĩ cho ra viện và dặn: anh là người đàng hoàng, không phải là sâu bọ gì cả, việc gì phải sợ mấy con gà. Tôi cũng biết là như thế, nhưng khổ nỗi cái bọn gà ngu xuẩn kia có ai điều trị cho đâu, nên nó vẫn cứ nghĩ tôi là con sâu đấy. Đúng không? Có một người vừa mới chết tại đám tang được tổ chức long trọng. Vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về những điểm tốt của người đã khuất. Một người con trung thực, một người chồng yêu thương và người cha nhân hậu. Cuối cùng, quả phụ chịu không nổi nữa nên ghé vào tai người con đứng bên cạnh thì thầm: này, con hãy bước lên và nhìn thử vào quan tài xem đó có đúng là cha của con đang nằm trong đó hay không. Cảnh sát bị hố. Có một anh chàng từ quê ra phố, thấy lắm ô tô quá, thích chí liền đứng đếm. Viên cảnh sát thấy vậy ngứa mắt hỏi: này, cậu kia, làm gì thế hử? Dạ, em đếm ô tô ạ. À? Thế cậu không biết sao? Đã có luật cấm đếm ô tô đấy, đếm mỗi cái phạt 1.000 đồng. Thế từ nãy giờ cậu đếm được bao nhiêu cái rồi hử? Dạ, em mới ở quê ra, mới đếm được có 18 cái thôi ạ. Thế thì nộp ngay 18.000 nhá. Anh chàng nhà quê ngoan ngoãn nộp tiền, rồi bỏ đi một đoạn. Rồi anh ta lẩm bẩm: có mà mày ngu thì có, bố mày đã đếm được 55 xe rồi mà chẳng biết gì. Gia đình văn hóa, đứa bé hớn hở chạy vào nhà khoe: à, nhà mình được cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa rồi. Cậu em liền chạy ra nói: đưa cho ông xem nào. Đứa chị không chịu nhường em, giành với em trước cửa. Bà mẹ liền chạy ra quát: tiền sư cái lũ chúng mày, có xéo ngay đi cho bà nhờ không hả? Ông bố giận dữ mắng vợ: bà câm cái mồm bà đi cho tôi nhờ. Hễ cứ mở mồm ra là chửi rủa con cái, văn với chả hóa cái gì cái loại nhà bà. Câu chuyện xảy ra ở một nhà máy nọ. Có hai anh chị từ lâu đã phải lòng nhau, nhưng không ai dám nói với ai một lời nào cả. Cứ thế, sự việc kéo dài đã hơn 2 năm. Người ta gọi đây là mối tình câm. Một hôm, cơ hội đã đến. Công đoàn nhà máy tổ chức đi xem phim. Do ai cũng biết hoàn cảnh của hai anh chị này, nên tổ chức đã tạo điều kiện. Rồi họ xếp chỗ cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau. Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung phim hay không, chứ còn chàng thì đã mấy lần cố gắng nắm tay nàng để nói lên lời có cánh ấp ủ lâu nay. Nhưng chàng ta cứ ấp a ấp úng mãi, không thể nói ra được. Suất diễn đã hết, đèn bật sáng, mọi người lục đục ra về. Cả chàng và nàng đều tiếc nuối để tự tạo điều kiện, và chàng mạnh dạn đề nghị:
được cùng nàng vào công viên đi dạo, lòng vả cũng như lòng sung, nên nàng chấp nhận ngay lời chàng. Đi được một vòng, rồi hết hai vòng công viên, vẫn không thấy chàng nói gì. Đến vòng thứ ba, chợt thấy chàng hụt hơi gọi nàng, "Em ơi!" Nghẹn ngào xúc động, nàng cũng không nói nên lời. Không thấy nàng trả lời, chàng tiếp tục gọi, "Em à!" Cố gắng trấn tĩnh lại, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút này mình đã phải chờ đợi biết bao lâu rồi. Nàng đáp, "Dạ." Chàng tiếp lời, anh dám phải cứt rồi. Sao con biết? Bữa cơm tối xong, bà mẹ và cô con gái rửa bát ở dưới bếp, bỗng có tiếng bát vỡ từ dưới bếp vang lên, rồi im lặng. Cậu con trai liền nói, "Bố ơi, mẹ lại đánh vỡ bát đấy bố ạ." À, sao con lại biết là mẹ đánh vỡ hả? Vì con không thấy tiếng quát tháo của mẹ mà. Hối không kịp. Có một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật, trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế, liền xin với Chúa, "Chúa ơi, con khổ quá rồi, con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày, trong khi vợ con lại thảnh thơi cả ngày. Con xin người hãy đổi vị trí của chúng con, để cho cô ấy thấy rằng con vất vả thế nào." Chúa thương tình, cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ. Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà, rồi lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại. Anh tới công ty điện và điện thoại nộp tiền tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả vào tủ lạnh. Anh dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1 giờ chiều rồi. Vì thế, anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà và bếp. Anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Anh đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà đã tới 4 giờ 30 chiều rồi. Anh vội đi gọt khoai tây và rửa rau, chuẩn bị cho kịp bữa tối. Sau bữa tối, anh lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9 giờ tối, anh mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, chồng lại đòi hỏi. Vì thế, anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng. Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói, "Chúa ơi, con thấy khổ quá, con đã biết lỗi rồi, xin Chúa hãy cho con trở lại làm đàn ông đi." Chúa nói, "Con của ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới có bầu tối hôm qua." Hai ông bà già vào một buổi chiều mùa đông se se lạnh, ngồi ở nhà thấy buồn buồn, ông lão liền bảo, "Bà nó à, chúng ta hãy nhớ lại thời trẻ của chúng ta đi." "Được thôi, ông hãy ra ngồi chờ tôi ở cái chỗ như hồi trẻ ấy." Ông lão thành kính đi đến chỗ mà ngày xưa ông hay chờ đợi bà. 1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua mà bà lão vẫn không thấy đâu cả. Rét thâm tím người, ông lão đành lập cập ra về. Vừa thấy bà, ông vội quát, "Bà lão đâu? Sao bà không tới hử?" Bà lão móm mém cười đáp, "Dạ thưa, mẹ em không cho phép bà."
xin về hưu. Nhân dịp mới đi bệnh viện về, các bộ phận trong cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc não nói, ai có ý kiến gì thì cứ nói. Tim phát biểu, tôi đã làm việc liên tục 70 năm qua, tôi xin về hưu. Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi. Các bộ phận phản đối, tim gan phèo phổi tranh cãi mãi. Cuối cùng, không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có vọng lên, tôi yếu quá rồi, xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi, không biết là ai đã nói. Não đập bàn quát, thằng nào nói, đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phều phào, tôi mà đứng lên được thì tôi đã không xin về hưu. Có một anh, nhà có giỗ, vợ vừa làm cỗ xong, đặt lên bàn thờ thì có một con ruồi đến đậu ngay trên đĩa thịt. Chị vợ vội kêu lên, thôi chết rồi, mâm cơm cúng ông bà mà anh không trông coi cẩn thận, để con ruồi nó đậu vào làm uế tạp mất rồi. Anh chồng nghe nói thế giận con ruồi lắm, nghĩ bụng, hai vợ chồng ta lòng thành làm được mâm cơm rồi con ruồi nó lại làm ô uế mất, giờ có cúng ông bà cũng không về hưởng nữa. Liền lên huyện kêu, bẩm lại quan lớn, chúng con vất vả quanh năm, hôm nay mới làm được mâm cơm cúng ông bà, thế mà có con ruồi nó xà vào làm ô uế cả, xin quan lớn xử cho con được nhờ ạ. Quan nghe xong liền bảo, tao cho phép mày, từ giày hễ thấy nó bất kỳ đâu cứ đánh cho nó chết. Quan vừa nói buông lời thì có một con ruồi bay đến đậu ngay trên má quan. Anh kia trông thấy vậy liền mắm môi giang tay tát bốp vào mặt quan mà chửi, bố mày đã chết với tao chưa. Mật hiệu. Người chồng phải đi công tác xa nhưng lại nghi ngờ cô vợ có tính lẳng lơ của mình, liền nhờ một người bạn hàng xóm để ý giúp. Nếu cậu mà thấy vợ tớ bồ bịch, cậu hãy đánh một bức điện cho tớ với mật hiệu vợ chít, tớ sẽ hiểu liền. Một tuần lễ sau, có một bức điện tương tự được gửi đến. Anh chồng nọ đi họp vắng, bạn bè ở cùng khách sạn thông cảm, vội xem địa chỉ và điện về hỏi, khi nào thì an táng? Ông bạn hàng xóm nhận được câu hỏi như vậy, liền điện trả lời, an táng khi nào thì không biết, nhưng vẫn tiếp tục thấy rất nhiều đàn ông đến viếng. Chính khách. Bác sĩ, kỹ sư và chính trị gia tranh luận xem nghề của ai ra đời sớm nhất. Bác sĩ tuyên bố, theo kinh thánh, đàn bà được tạo ra từ xương sườn của đàn ông, vậy nghề bác sĩ ra đời sớm nhất rồi. Anh kỹ sư cãi lại, cũng theo kinh thánh, trái đất được hình thành sau 7 ngày hỗn loạn, đó là công việc của người kỹ sư mà. Vị chính trị gia phản bác lại, thế tôi hỏi các anh nhé, vậy thì ai đã tạo ra cái sự hỗn loạn đó chứ?